Hãy ủng hộ kênh của KT bằng cách bấm vào nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè. Đồng thời bấm vào cái chuông kế bên nút subscribe để nhận được tin nhắn mỗi khi mình có video mới. Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Story. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách nấu hủ tiếu Mỹ Tho. Thì hôm nay mình chia sẻ cái công thức này nấu sao cho nó đơn giản và ngon và nhanh nữa. Thì để làm món này á, mình không có xương heo, mình nấu bằng sườn cho nó ngon. Sườn heo ở đây mình có 1,5 kg, tức là khoảng hơn 3 pound một chút xíu. Đó, và mình có nước dừa. Bạn sẽ hỏi mình và thắc mắc mình tại sao dùng nước dừa. Nước dừa nó sẽ làm cho nó ngọt nước á các bạn. Và cái nước dừa nếu như bạn ở bên Việt Nam hay những nước khác mà không có cái loại này thì mình dùng nước dừa tươi nha. Đó, ở đây là có muối biển. Và mình sẽ dùng bột súp gà thay vì mình dùng bột ngọt. Nếu bạn dùng bột ngọt thì nó sẽ còn ngon hơn nữa. Nhưng mà ở nhà mình không có dùng bột ngọt, mình dùng súp gà này của Hàn Quốc nè. Nhiều bạn hỏi mình. Thì cái nước súp gà này á, mình dùng thì nó sẽ không bị đục và không bị vàng nước lắm. Giống như những cái hiệu khác nha. Ở đây mình có củ cải muối. Nếu bạn có củ cải trắng cũng được nha. Mình không có củ cải trắng, mình dùng củ cải muối khi hầm nước lèo nó sẽ ngon hơn. Thì củ cải muối mình dùng loại này nè. Bạn dùng hiệu nào cũng được, nhưng mà loại thường thường những củ cải muối này á, mình tìm á, là toàn là ở bên Thái Lan, product of Thái Lan nè. Các bạn nhớ nha, cái này mà rửa không sạch nó mặn lắm. Củ cải muối có hai loại, mong là bạn mua cho đúng củ cải muối, nó loại ngọt và loại mặn, bạn mua cái loại muối nha. Nếu như chợ của bạn mà không có bán củ cải muối này thì có gì bạn cho mình biết, mình sẽ để link để mua củ cải muối này ở đâu nha. Bạn là 70g cho 2 cây củ cải muối, 1 củ hành củ và 2 muỗng canh tôm khô. Khô là 30g nha. Mình rửa cho sạch, mình ngâm nước rửa cho sạch. Bây giờ mình sẽ vào bếp. Mình đã rửa sườn rồi. Sườn mình rửa với lại nước muối và giấm hay là rượu nấu ăn cho nó sạch thiệt sạch. Rồi bây giờ mình sẽ đi luộc sơ. Sườn ở bên Mỹ là thường thường là đông đá các bạn, không có tươi. Cho nên là muốn cho nó tươi thơm ngon á, thì mình phải tẩy nó, tẩy bớt cái mùi đông đá. Nghĩa là mình phải luộc sơ nó để cho nó ra những cái chất dơ. Mình bắt nguyên một cái nồi nước sôi vào đây. Cho một muỗng canh muối vào đây. Và mình cho sườn vào. Khi bỏ thịt vô như vậy nè, mình đợi cho nước sôi lên. Và mình tính 5 phút nha các bạn. Phải là tính từ lúc nước sôi lên. Đây, sau 5 phút nè, các bạn thấy cái nước nè nó dơ thiệt dơ ở trên này nè. Đó, nếu mà mình không có luộc sơ, mình đổ cái nước này á, thì nó sẽ bị đục cái nước lèo của mình và nó sẽ không có được thơm. Bây giờ mình tắt lửa và mình đi rửa cái sườn này lại nha, rửa bằng nước lạnh. Sau khi mình rửa sạch xương rồi, mình sẽ cho vào đây. Xương mình có tổng cộng tức là khoảng 4 pound là 1,8 kg nha các bạn. Đó, và bây giờ mình sẽ cho nước dừa vào đây. Và tôm khô, củ cải muối. Muối thì mình cho vào đây một muỗng canh lưng lưng thôi các bạn, thì mình cân cho các bạn là 21g. Mình chưa có bỏ đường phèn vào đây nha. Bởi vì ở trong đây nè, ở trong cái lon nước dừa này nè, nó có đường ở trong đây nè các bạn, nó ngọt á. Cho nên là mình khoan bỏ đường phèn. Các bạn lưu ý giùm mình nha, nếu mà bạn không có lon nước dừa này hay là bạn có nước dừa tươi á, thì cái độ ngọt nó cũng sẽ khác. Cho nên là khoan nêm nếm đường vào. Khi mà mình đã nấu xong mình có thể nêm vào, không sao hết. Bây giờ mình cho nước vào đây nha. Tổng cộng mình cho vào đây là đúng 3 lít nước nha. Mình cho vào đây 2 muỗng canh bột nêm. Bột này là bột súp gà các bạn. Thì mà 2 muỗng canh tương đương với lại 35g nha. Bây giờ mình đậy nắp lại. Lưu ý nha, mình để cái nút này nè ở giữa chữ sealing nè. Lúc nào mình hầm nước lèo mình cũng để sealing. Tức là mình đóng cái van nó lại. Và cái nút, các bạn thấy cái nồi của mình á, là nồi Instant Pot loại cũ, gọi là Deluxe á. Thì nó là cái nút màu đỏ, còn của bạn xài đời mới thì cái nút này nó sẽ màu trắng. Cái nút này lúc mà nguội là nó sẽ nằm thấp như nè, khi nào nóng nó sẽ bung lên. Nè các bạn thấy không, Deluxe nè. IP. Cái nồi này là 8 quart. Và bây giờ mình sẽ bấm cái nút soup broth. Mình hầm nó khoảng 4-5 phút. Nếu mà bạn thích nó mềm, thiệt mềm á, thì mình hầm lâu hơn là khoảng 5 phút hay 6 phút. Còn 4 phút là nó cũng vừa, nó mềm nhưng mà nó không có quá mềm.
Khi mà dược dài giây á, thì nó sẽ nổi chữ on. 30 phút sau cái nồi này nó nóng. Lúc đó nó mới nổi lên cái số số phút của bạn bấm vào. Thì tổng cộng tùy theo cái nồi bạn nấu nhiều hay ít. Thí dụ như giờ mình nấu số này là số nhiều thì nó khoảng là 30 phút nó sẽ nóng cái nồi nha. Chứ không phải mình bấm 4 phút là 4 phút sau nó sẽ chín, không phải như vậy. Mình hy vọng là mỗi lần mình dùng cái nồi này là mình giải thích kỹ cho các bạn để bạn hiểu dễ hơn á. Bạn nào mà không có cái nồi Instant Pot này không sao hết nha, mình hầm cái nồi trên cái lò cũng được. Thì thường thường á, mình hầm trên cái nồi á, là nếu mà mình hầm xương á, là khoảng 2 tiếng cho tới 3 tiếng. Đó là nước lèo nó sẽ ra rất là ngọt. Còn hầm sườn thì khoảng 1,5 tiếng, 2 tới 2 tiếng nha. Trong lúc chờ đợi á, thì mình sẽ đi rửa rau, mình rửa giá, hẹ và cần. Đó. Và bây giờ sau khi mình rửa xong mình đi luộc mực và tôm nha. Hôm bữa mình có chia sẻ cái cách luộc mực tôm như thế nào cho nó giòn mà không bị dai ở trong cái video cách làm nước sốt hủ tiếu mì khô Mỹ Tho các bạn. Bây giờ mình sẽ đi luộc nha. Bạn thích ăn tôm mực thì bạn cho vào. Mực mình mua về mình rửa sạch đó các bạn, rồi mình cắt nó làm hai. Cái phía này là phía bên ngoài nè, phía này là phía trong nè. Thường thường mình cắt mực á, mình khứa mực thì mình khứa ở phía trong. Hôm nay trời lạnh á, tự nhiên là mình muốn ăn cái gì có nước á. Rồi mình cắt cái miếng mực to to một chút cho nên lát nó nở ra cho nó đẹp. Luộc mực với tôm muốn không có bị dai á, mực mà giòn á thì mình phải đợi nước nó sôi thật sôi như vậy nè. Mình cho vào. Mình cho tôm với mực vào vào đây và mình bấm đúng 2 phút. Và bạn nhớ là cái lửa phải cao thật cao nha, tức là cái lửa này phải mạnh. Ở ngoài nhà hàng thường thường người ta luộc cũng nhanh lắm các bạn, luộc mì, hủ tiếu thì cũng vậy, người ta không có luộc lâu như mình. Bởi vì ở ngoài nhà hàng cái lửa rất là mạnh. Đó. Sau 2 phút á, là các bạn sẽ lấy cái này ra và bạn xả nước lạnh. Chỉ đơn giản vậy thôi các bạn. Nhìn cái mực nó bung ra đẹp dễ sợ chưa nè. Đó, các bạn thấy khi nào mà nó nổi chữ L không 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 nghĩa là nó xong. Các bạn thấy cái nút đỏ này nè, bây giờ nó nổi lên là đúng không? Tại vì cái nồi mình nó nóng cho nên nó nổi lên. Bây giờ mình mở cái van này qua bên tay phải, tức là từ ceiling qua bên venting cho nó thoát hơi ra. Khi mà nó thoát hơi ra khoảng mười mấy phút sau là cái nút này nè nó sẽ lún xuống, lúc đó mình mới mở cái nắp này ra được nha. Đũa để cho đừng có bị phỏng tay nha các bạn. Bây giờ cái nút đỏ nó lún xuống là mình mở cái nắp ra được nha các bạn. Wow, thơm nức nở luôn. Nước lèo như vậy nè các bạn. Không có cần vớt bọt gì hết nha. Khi mình nấu nồi Instant Pot không có hớt vớt bọt gì hết đó. Đó. Hương lúc này nó cũng mềm nè, mình để mình cho các bạn xem nè. Đó. Nó mềm xèo rồi đó. Nhớ nêm nếm lại theo cái khẩu vị của gia đình nha. Mình sẽ cho vào đây nửa muỗng canh đường phèn để cho dặn xuống nó có vị cái ngọt 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 đó các bạn. Cái đường phèn này nè, mình bỏ vào thì nước lèo của mình sẽ nó ngọt thanh. Một nửa muỗng canh đường phèn này chỉ tương đương với lại 10 gram thôi nha. Đừng bỏ nhiều quá nó sẽ ngọt. Có nhiều bạn hỏi mình cái bánh phở tươi á, mình dùng loại nào? Thì mình dùng loại này nha các bạn. Đa số là mình dùng loại này, lúc mà có nhà hàng mình cũng dùng loại này luôn. Ở phía sau người ta cũng có hướng dẫn cách luộc hủ tiếu, nhưng mà bạn nhớ bạn đừng luộc quá lâu nha, vài giây thôi. Nếu bạn luộc lâu cái bánh phở nó sẽ bị bở. Mình cho bánh phở vào đây. Và thường thường mình trụng bánh phở mình đếm khoảng chừng 5 giây thôi các bạn, 3 tới 5 giây à. Mình vừa lấy ra, thường thường ở trong nhà hàng á người ta sẽ cho một ít dầu hành phi vào đây. Nếu như mà bạn ở Việt Nam cũng vậy, mỗi lần mà là trụng bánh phở xong á, hủ tiếu xong á là cho vào một ít dầu hành phi. Cái đặc điểm của hủ tiếu Mỹ Tho là dầu hành phi nha, với lại hành phi, còn hủ tiếu Nam Giang là tỏi phi. Thì bạn làm như vậy thì cái cọng hủ tiếu của mình nó mượt và nó sẽ ngon hơn, nó không có đóng cục quá, dính chùm á. Đó, và bây giờ mình cho tôm vào đây, tôm mực.
Bạn thích ăn gì thì bạn cho vào. Hôm nay là mình không có gan, thường thường hủ tiếu Mỹ Tho thì có gan mà mình không có. Cho nên mình cho trứng cút vào đây. Và mực. Cái món này không thể thiếu cần nha. Mình cho một ít ớt vào đây. Nếu mà bạn muốn nước lèo nó sôi lên vậy nè, mình bấm vào cái nút sauté á các bạn. Và không có đậy nắp thì nó sôi lên như vậy nè. Nhớ vớt mỡ ra bớt. Và bây giờ mình sẽ múc nước lèo vào nha. Và cho một ít hành phi lên đây. Hủ tiếu Mỹ Tho là không thể thiếu hành phi. Chút xíu tiêu lên đây. Ta-da! Và đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi. Hủ tiếu Mỹ Tho. Nhìn có hấp dẫn chưa nè. Để mình quay gần cho các bạn xem nha. Tôm này là tôm nước ngọt đó các bạn. Nó rất là ngon. Đó, các bạn thấy đơn giản không nè? Hủ tiếu Mỹ Tho này cực kỳ đơn giản và nấu cũng rất là nhanh. Mình cho vào, chuẩn bị nguyên liệu và cho vào trong nồi Instant Pot á. Cho vào nồi áp suất á, mình hầm nước lèo trong đó. Khi đó mình chuẩn bị, mình luộc tôm, rửa rau là mình có nguyên một nồi hủ tiếu Mỹ Tho để gia đình cùng ăn vào mỗi buổi sáng á các bạn. Và bây giờ mình sẽ ăn thử xem nó ngon như thế nào nha. Có hẹ nè. Và mình để một ít giá hẹ phía dưới nè. Thường thường á, món này á thì người ta sẽ để một cái lá cải xà lách á, ở phía dưới. À, các bạn nhìn thấy cái cọng hủ tiếu của mình không nè, nó không hề bị tống cục nha nè. Mời các bạn nha. Cái nước lèo cũng ngọt mà vừa ăn ngon quá chừng luôn. Các bạn nhìn mực nè, đẹp chưa nè, và rất là tươi. Mời các bạn nha. Mực nó giòn rụm luôn các bạn. Thấy nước lèo nè, nó trong veo luôn nè, thấy không? Đó. Cái sườn này nè, mình chấm với lại nước tương với lại giấm đỏ hay là giấm đen cũng được nữa. Mình chọn nước tương, giấm đỏ với lại ớt chua, rất là ngon. Mình tạm thời chia tay các bạn, mình đi ăn tiếp nha. Mình chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nè. Nếu như bạn có thắc mắc gì xin để comment ở phía dưới, mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Và nếu như bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của Katie, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Thank you for watching. Bye bye, see you next time. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui, vẻ an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.